Đấy. Chương trình của chúng tôi được tổ chức thường kỳ vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 đến 17 giờ hàng ngày. Thì trước khi mà đi vào chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu đến anh chị khóa học D-Trade, khóa học về giao dịch chứng khoán. VNRX thì thường xuyên tổ chức khóa học về giao dịch phân tích kỹ thuật, hỗ trợ anh chị nhà đầu tư trong quá trình anh chị xác định cái thời điểm tham gia thị trường chúng ta, hay là chúng ta lựa chọn cổ phiếu, ông xác định cái thời điểm mà hay là vùng giá để chúng ta mua vào hay chúng ta bán ra. Thì sau khi anh chị tham gia cái khóa học của VNRX thì anh chị sẽ được nhận ngay một cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro. Thì hy vọng rằng cái khóa học này nó sẽ giúp ích cho anh chị mà tìm cho mình một cái phương pháp để chúng ta tiếp cận với thị trường chứng khoán dựa vào phân tích kỹ thuật. Và để anh chị có thể nắm rõ về cái chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu lại cái nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên thì Linh sẽ điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay. Tiếp theo thì anh Du sẽ đưa ra cái quan điểm của anh về thị trường cũng như các nhóm ngành hay nhóm cổ phiếu mà có một cái tín hiệu tích cực nổi bật ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và cuối cùng là một phần rất quan trọng, phần Q&A, các chuyên gia hỗ trợ giải đáp các câu hỏi về của anh chị về cổ phiếu, về thị trường. Và ngay từ bây giờ thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi của mình trong phần chat thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ. Và để đảm bảo cái chất lượng của chương trình thì anh chị vui lòng tắt mic trong quá trình chúng ta tham gia chương trình ạ. Linh sẽ xin phép điểm qua bắt đầu chương trình và Linh sẽ điểm qua cái diễn biến giao dịch của thị trường trong cái phiên dịch ngày hôm nay. Phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chứng kiến một cái phiên tăng giá rất là tích cực của thị trường khi mà thị trường đã đóng cửa tăng điểm, gần như tăng điểm, duy trì cái đà tăng điểm suốt cái thời gian giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Và cuối cùng thì chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.423 điểm. Nếu so với cái mức đóng cửa thì đây đang là mức đỉnh lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và chúng ta chính thức vượt qua cái vùng đỉnh đã tạo trước giai đoạn cuối tháng 6 2021. Và thanh khoản của phiên ngày hôm nay cũng duy trì nó khá là tích cực. Chúng ta sẽ cùng vào đi vào xem chi tiết về cái các cổ phiếu. Thì nhìn ở trong đây thì anh chị thấy rằng là các nhóm dẫn dắt, cái nhóm mà tác động tích cực đến chỉ số VN-Index trong phiên ngày hôm nay, chúng ta có thể kể đến là GAS. Khi mà GAS hôm nay đã đóng góp và cho vào chỉ số gần 4 điểm và cổ phiếu này cũng đóng cửa ở mức trần ngày hôm nay. Tiếp theo đó là hai cổ phiếu dòng VinGroup, trong đó có VIX và VinHome, và cũng đáng mỗi cổ phiếu cũng đóng góp gần 3 điểm cho chỉ số VN-Index. Và tiếp theo đó là Masan hay là Vietcombank, là những cổ phiếu cũng đóng góp rất tích cực cho chỉ số ngày hôm nay. Nhìn về thanh khoản của thị trường thì phiên này là một cái phiên mà chúng ta chứng kiến cái thanh khoản tăng khá là tốt. Đầu phiên giao dịch thì thanh khoản có giảm hơn một chút so với phiên dịch qua. Tuy nhiên thì mức độ thanh khoản cải thiện dần trong nửa cuối phiên giao dịch buổi sáng và tăng rất là mạnh sau cái thời điểm phiên giao dịch buổi chiều bắt đầu. Và chúng ta đóng cửa ở cái mức giá trị giao dịch chúng ta đạt 25.000 tỷ trên HOSE trong phiên ngày hôm nay. Về cái độ rộng thị trường thì chúng ta cũng nhìn thấy cái độ rộng thị trường thì chúng ta thấy một cái tín hiệu nó rất là tích cực ủng hộ cái đà tăng trong phiên ngày hôm nay. Khi mà mở đầu phiên giao dịch thì chúng ta có khoảng duy trì khoảng tầm trên 50% mã cổ phiếu tăng giá. Tuy nhiên thì sau đó cái lực cầu vào thị trường rất là tốt và cái số lượng cổ phiếu tăng giá tăng dần về cuối phiên và đạt mức hơn 70% cổ phiếu tăng giá trong cái phiên ngày hôm nay. Và chúng ta chỉ còn có khoảng tầm 19% mã cổ phiếu giảm giá và 8% cổ phiếu tăng giá trong phiên ngày nay. Nhìn vào cái bản đồ vốn hóa này thì anh chị sẽ thấy rằng một cái bức tranh là trong phiên ngày hôm nay thì hầu như các cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn đều có mức tăng rất là tốt. Có thể kể đến như là GAS khi tăng trần này, rồi Masan có mức tăng hơn 5%, hay là Vietcombank, Vinhome, VIX đều là những cổ phiếu mà có cái đà tăng rất tốt cho thị trường ngày hôm nay. Về giao dịch của khối ngoại trong phiên ngày hôm nay thì khối ngoại phiên hôm nay cũng mua dòng trở lại sau 7 phiên liên tiếp khối ngoại bán dòng, thì hôm nay khối ngoại đã mua dòng trở lại trên sàn HO khoảng tầm hơn 1.000 tỷ trong phiên ngày hôm nay, và tập trung cũng phần lớn vào các cổ phiếu blue chip trong phiên ngày hôm nay. Anh chị có thể thấy về nhóm vốn hóa lớn là cái nhóm hôm nay cũng tín hiệu khá là tích cực khi mà có đến 30% cổ phiếu trong nhóm VN30 đều tăng điểm, trong đó có GAS là cổ phiếu tăng tốt nhất.
Và kèo theo đó là các nhóm cổ phiếu như Linh vừa chia sẻ với anh chị như là Masan này, rồi VIX và Vinhome hay là Vietcombank, các cổ phiếu với ngành thép như Hòa Phát hôm nay cũng có tín hiệu tăng trở lại khá là tốt trong phiên hôm nay. Nhóm cổ phiếu ngân hàng thì phiên ngày hôm nay cũng có một cái sự mức độ tăng không 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 được không được tích cực cho lắm, khi mà các cổ phiếu như là ACB này, BIS, hay là một vài cổ phiếu khác ví dụ như MB hay là Techcombank thì cũng tăng tăng khá là nhẹ trong phiên hôm nay nếu so với cái mức độ tăng chung của chỉ số VN30. Khi mà các chỉ số chung tăng hơn 2% thì các cổ phiếu này tăng, Techcombank chỉ tăng 1% thôi, 1 đến 2% là các cổ phiếu ngân hàng. Thì cái tín hiệu tích cực của thị trường ngày hôm nay thì cũng nó khá là bất ngờ, khi mà một phiên ngày hôm nay thị trường đã gần như đã thị trường đã gần như đã tăng một phiên và lấy lại đúng cái mức đỉnh trước đó của chỉ số VN-Index. Chị nhìn thấy rằng là nếu chúng ta tính theo cái giá đóng cửa thì phiên hôm nay là cái phiên mà thị trường đã chính thức vượt qua đóng và đóng cửa trên cái mức 1.300 1.400 điểm, cái vùng mà 1.420 điểm, cái vùng mà đỉnh trước đó đã tạo lập khoảng tầm giai đoạn ở đầu tháng 7 năm 2021, và bằng một cái nến nó tăng giá rất là thuyết phục, cái nến tăng 2,3%. Khối lượng giao dịch ngày hôm nay thì cũng có cải thiện so với các phiên trước đó và duy trì trên cái ngưỡng trung bình 20 phiên. Và nhìn ngược trở lại một chút thì anh chị cũng có thể thấy rằng là cái phiên ngày hôm nay nó cũng khá là tương đồng với cái phiên ngày 11 tháng 10, khi mà cái phiên chúng ta vượt một cách khá là dứt khoát qua cái vùng 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 đỉnh ngắn hạn trước đó ở vùng 1.375 đến 1.380 điểm, và thanh khoản cũng có một cái tín hiệu nó cũng duy trì tích cực ở phiên đó. Và phiên hôm nay cũng là một phiên mà cũng có một cái mức độ khá là tương đồng. Tuy nhiên thì cái mức độ tăng giá của phiên ngày nay nó tốt hơn nhiều so với cái phiên ngày trước. VN30 thì chúng ta thấy VN50 thì vẫn đang chạm vào cái vùng đỉnh này thôi, quanh vùng 1.500 đây, quanh 1.120 điểm và chưa vượt vượt qua vùng này, trong khi đó index đã thậm chí đã chạm cái vùng và vượt cái vùng 1.000 đỉnh trước đó. Nhìn chung thì tín hiệu do sau phiên dịch hôm nay nó khá là tích cực, và chúng ta nhìn thấy rất rõ cái sự trở lại của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, là cái nhóm mà chúng ta kỳ vọng rất nhiều vào một vài phiên trước, khi mà cái nhóm này sớm trở lại để có thể giúp cho chỉ số vượt đỉnh trong thời gian tới. Thì phiên ngày hôm nay nhóm vốn hóa lớn đã trở lại. Tuy nhiên thì cái nhóm ngân hàng, mặc dù thị trường khá là tích cực, tuy nhiên cái nhóm ngân hàng nó cũng chưa chưa thể hiện rõ được cái vai trò của nhóm này, khi mà cái số lượng cổ phiếu góp và đã tăng cho chỉ số ngày hôm nay thì vẫn là những cái tên khá quen thuộc như là GAS, thì GAS này tăng trần, hay một vài cổ phiếu khác như là Masan, và hôm nay có sự trở lại của hai cổ phiếu trong Vingroup là VIX và Vinhome, cũng đỡ nhịp cho thị trường, cũng hỗ trợ được cái đà tăng cho thị trường trong ngày hôm nay. Thì Linh vừa có chia sẻ cái cho diễn biến của thị trường trong phiên trường hôm nay, thì anh Du anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư cái quan điểm của anh về sau cái phiên tăng điểm quá mạnh của thị trường ngày hôm nay, để nhà đầu tư có thể nắm bắt được cái diễn biến thị trường không ạ? Chào các anh chị nhà đầu tư, rất vui gặp lại các anh chị trong phiên dịch ngày hôm nay. Phiên dịch rất là đẹp đúng không ạ? Tăng giá mạnh, thanh khoản tốt và mức độ lan tỏa rất là tốt, nhiều nhóm ngành đi lên. Chúng ta đã chờ đợi cái phiên giao dịch này rất là lâu rồi, từ cái thời điểm mà thị trường bắt đầu tạo cái vùng đáy lên đến giờ thì đây cũng là một phiên mà khá tích cực. Như trao đổi với anh chị các lần trước thì cái Du vẫn duy trì quan điểm là mình nhìn cái nhìn lạc quan thì thị trường thế này cuối năm thôi, kể từ khi chúng ta làm cái bản tin nhịp đập thị trường vào cái thời điểm mà cuối tháng 9 đúng không ạ? Lúc đấy index mới có 320.330 điểm, thì mình cũng vẫn luôn kỳ vọng rằng cuối năm nay index sẽ đóng cửa ở đâu đó khoảng 1.525.530, tương ứng với mô hình tam giác của nó thiết lập ấy. Thì hiện tại sau cái quá trình tích lũy 3 tuần và nó có một vài phiên nó cũng hơi khiến nhà đầu tư hơi dao động một chút ấy, thì hôm nay thực sự là một phiên rất là tích cực, nó cho thấy là dòng tiền rất là mạnh đúng không ạ? Chỉ số tiến thẳng về sát vùng kháng cự 1.425. Đối với mình thì kháng cự sẽ là 1.425, tức là hôm nay thì cũng chưa gọi là vượt, thì vì nó sẽ phải vượt cái mức cao nhất của cái vùng đỉnh đấy. Cái ngày mai là phiên được coi là vượt đỉnh nếu mà chỉ số đóng trên vùng đấy. Thì chúng ta thấy là cái đợt này tích lũy nhanh hơn đúng không ạ? Nhanh hơn cái đợt tháng 3 rất là nhiều, và cũng đấy là cái mà cái Du cũng đã kỳ vọng, vì chỉ số nó đã có thời gian tích lũy trước khi
nó tiến về kháng cự, nó đã có sự chuẩn bị. Còn đợt tháng 3 ta thấy nó có những cái đợt nó rút xuống còn mạnh hơn. Và đợt này thì nó cũng chỉ mất đâu đó một vài phiên một tuần trước, nó hơi đau tim một chút thôi, mà ra cái mức giảm nó cũng không mạnh và cái sự phân hóa nó vẫn tốt. Hiện nay thì tăng khá là toàn diện về thanh khoản, tăng về số lượng cổ phiếu tăng, rồi cái sự lan tỏa của nhiều nhóm ngành, và mình thấy là nó phù hợp với một phiên gọi là bùng nổ. Thì nếu mà phiên ngày mai tiếp tục duy trì một cái phiên nó tích cực nữa, nó có thể không mạnh bằng phiên nay đâu, chỉ cần tăng trên 1% thôi thì cũng được coi là breakout thành công. Rồi các cái phiên điều chỉnh thì sẽ là cái cơ hội để gia tăng thêm tỷ trọng với những ai đang cổ phiếu rồi. Cái mục tiêu vẫn là hướng đến vùng 1525, 1530 như mình kỳ vọng thôi. Nay thì đóng góp lớn nhất thì vẫn là gas, cổ phiếu mà hưởng lợi từ cái việc tăng và giá dầu khí thời gian gần đây, và người ta cũng đang kỳ vọng một đợt bùng nổ của kỳ hàng hóa do cái dòng tiền bơm ra các quốc gia rất là nhiều. Trong cái đấy thì cái việc thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn ấy, hiện tại gas thì đã hôm nay mới chính thức vượt đỉnh, và thời gian vừa qua trung tâm vốn đầu tư cũng có cho cái khuyến nghị mua gas vùng 95-96 và có cho chốt lời vùng 114-115 ấy, để chúng tôi đánh giá là cái vùng đỉnh nó chưa vượt được ngay. Và nhưng mà rất bất ngờ là trong phiên giao dịch hôm nay thì gas vượt rất là mạnh với mức tăng và thành quả rất là tốt. Thì với những ai đang nắm giữ gas thì đây là cái cơ hội để mình gia tăng tiếp cái lợi nhuận thôi. Còn những ai đã chốt lời rồi thì chấp nhận là mình chọn những cổ phiếu khác thôi, tại vì nếu gặp kháng cự và nó bị dội lại nhiều phiên, chúng ta chốt lời là chuyện là bình thường. Những cái trường hợp cổ phiếu khác ví dụ như Vinhome, Vic thì bản chất như hôm nay nó chỉ là nhịp hồi thôi, nó cũng không phải là cái trạng thái mạnh của thị trường, nhưng dù sao nó tăng với mức tăng 2-3% nó là cái ủng hộ tốt cho thị trường. Và cái giai đoạn này thị trường đang cần những cổ phiếu lớn như thế, kể cả hồi phục cũng được. Kể cả dòng ngân hàng thì hôm nay đa số cũng là hồi phục thôi, trừ một vài trường hợp như của OCB thì nó đã vượt đỉnh và đi lên ấy. Nó là cái trạng thái đang là xuống tăng ấy. Nó sẽ phù hợp với những người mua mới hơn. Còn hầu hết các phiếu ngành ngân hàng thì nay tăng mức tăng rất là nhẹ, một vài trường hợp thì công thương nay tăng rất là tốt, nhưng mà nếu chúng ta nhìn một cái xu hướng từ tháng 6 giờ, nó vẫn là một cái kỳ vọng hồi phục thôi chứ không phải một xu hướng mới, và nó cũng đang có những cái rủi ro ngắn hạn. Vì cổ phiếu bao giờ nó hồi phục thì nó cũng yếu hơn là những cổ phiếu mà nó đã vượt đỉnh đi lên thành sóng tăng. Thì dù sao thị trường nó thuận lợi thì những cổ phiếu này nó hồi phục, nó sẽ hỗ trợ cho cái đà tăng của chỉ số. Thì cái ví dụ hy vọng là phiên ngày mai là phiên thị trường vượt đỉnh thành công đúng không ạ, để chúng ta có một cái vốn, có nhiều cái khoản đầu tư thắng lợi. Còn diễn biến nhìn chung thì hôm nay chỉ có một số cổ phiếu ngành phân đạm thì bị chốt lời thôi. Tôi thấy là bị chốt lời tại vì từ tuần trước những cổ phiếu này đã bị chốt lời rồi, vì thông tin quý 3 cũng công bố và cái mức tăng của thời gian vừa qua nó cũng phù hợp với lại cái kỳ vọng, nó cũng bằng cái mức tăng đâu đó của tháng 7, nhịp tăng cũng khá tương đồng, nó cũng đạt cái vùng kỳ vọng của những nhà đầu tư rồi, là chốt hoàn toàn bình thường. Thì số lượng cổ phiếu bị suy giảm ngày nay không nhiều đâu, nhưng mà nó cho thấy là có những cái dòng tiền người ta thỏa mãn ở những cái cổ phiếu nó đã tăng ngược thị trường giai đoạn vừa qua, người ta chuyển sang những cổ phiếu mà nó có nhiều cơ hội mới. Thì khi thị trường tăng như phiên hôm nay thì số lượng cổ phiếu tăng và trở nên đẹp rất là nhiều, thì có nhiều lựa chọn mới, nên cái dòng tiền nó sẽ chốt lời ở những cái cổ phiếu mà đã tăng tăng tương đối tốt thời gian qua và nó thỏa mãn, để nó chuyển sang những cái cơ hội mới, và cái chuyện đấy là hoàn toàn bình thường thôi. Và cá nhân cũng thấy là mình cũng nên nên dành cái sự quan tâm với những cái cổ phiếu nó chất lượng ở trong những cái điều chỉnh, tại vì những cái phiên mà thị trường nó tăng mạnh, cái việc tốt xấu nó sẽ khó phân biệt lắm. Nhiều cổ phiếu nó được cuốn theo đà tăng thị trường thì có thể là mình không phân biệt được cái sức khỏe thực của nó. Những cái phiên điều chỉnh trở lại thì là sẽ là những phiên mà chúng ta nhìn rõ hơn cái nỗ lực của từng cổ phiếu. Ví dụ như phiên ngày mai mà thị trường vượt đỉnh nữa thì sau đấy các phiên điều chỉnh sẽ là cái cơ hội rất tốt để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, và chúng ta cũng phải chọn lựa rất là kỹ, tại vì cái giai đoạn này đến cuối năm thì chắc chắn là những cổ phiếu nó đi lên thì nó sẽ cần những câu chuyện cơ bản nó tích cực, còn không phải nó cũng tăng cuốn theo nhau như cái giai đoạn tháng 11 năm ngoái, tháng 1 nữa. Thì anh Dung nghĩ là thị trường đang đang tích cực hơn so với diễn biến một vài tuần trước, và nó đang đi đúng hướng mà cá nhân Du với mọi người kỳ vọng. Quan điểm là mình chọn lọc cổ phiếu và mình chờ đợi những cái thời điểm để mình gia tăng trạng thái thôi. Cũng có một số cổ phiếu thì phù hợp với đám đông, thì trung tâm tư vấn đầu tư cũng có đưa lên cái tưởng giao dịch của VN-Index ở trên bảng giá, tôi sẽ theo dõi, và trong một hai phiên tới nếu có những ý tưởng nó phù hợp với đám đông về giao dịch thì cá nhân Du với trung tâm vốn đầu tư cũng sẽ đưa lên đây cho mọi người tham khảo để giao dịch, tại vì có nhiều phiếu nó tăng nóng thì cũng không không kịp để mọi người ra vào ấy. Nên có những cơ hội nào mà thanh khoản nó đủ tốt và cơ bản nó đạt yêu cầu rồi, mẫu hình nó đạt,
và nó đủ thời gian để mọi người ra vào, thì cá nhân Du với lại trung tâm đầu tư vừa nghĩ với mọi người. Xin phép dành phần hỏi đáp cho câu hỏi thôi, vì hôm nay thị trường nó quá tích cực rồi, chúng ta có nói thêm thì nó cũng không có thêm điều gì mới nữa cả, đúng không ạ? Thì nó đang đi đúng cái các kỳ vọng rồi. Thì có phiên ngày mai nữa sẽ là cái phiên mà chúng ta trông đợi thôi, nó vượt hẳn đỉnh, sau đấy nó điều chỉnh sẽ là những cái cơ hội. Và trong tuần này thì đâu đó cũng có một cái phiên ngày thứ sáu là phiên mà các quỹ chỉ số người ta sẽ tái cơ cấu, trong đấy có ba chỉ số lớn, đấy là VN Diamond này, rồi VN Philip và VN 30, đúng không ạ? Là ba chỉ số hiện tại khá lớn người ta sẽ tái cơ cấu vào thứ sáu này là ngày 29 tháng 10. Thì đấy là phiên mà chúng ta cũng phải theo sát một chút. Thì thường những cái phiên mà tái cơ cấu ETF thì nó sẽ chỉ tác động một phiên thôi, nó cũng không làm cái gì nó xáo trộn cái xu hướng mà thị trường đang có đâu, nhưng mà chúng ta cũng nên chủ động tìm hiểu trước để chúng ta hạn chế cái sự bị động trong phiên đấy để tránh cái sự hoang mang ấy. Thì các Du thấy là những phiên đáo hạn ETF thì những ai mà chưa và những phiên tái cơ cấu ETF mà chúng ta chưa nắm rõ về những nguyên lý của nó, chúng ta sẽ giật mình, chúng ta bị ảnh hưởng tâm lý, có thể là bị bán mất những cái cơ hội đang tốt. Mình nên tìm hiểu trước để mình có sự. Xin dành thời gian cho phần hỏi đáp cho các anh chị. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về những cái chia sẻ của anh về thị trường trong giai đoạn hiện tại. Thì anh Du cũng vẫn bảo lưu quan điểm rằng thị trường giai đoạn hiện tại vẫn khá là tích cực, và nếu mà phiên ngày mai mà thị trường duy trì vượt cái vùng chỉ số VN-Index vượt đến cái vùng 125 1425 điểm thì chính thức gọi là xác nhận cái vực cái đỉnh lịch sử, và chúng ta sẽ chờ những cái nhịp chỉnh để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua gia tăng vị thế. Và anh cũng có lưu ý rằng là thứ sáu tuần này có các hoạt động cơ cấu của các danh mục trong 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 chỉ số VN30. Thì anh chị cũng lưu ý, bởi vì là trong những cái phiên cơ cấu đó thì những cái cổ phiếu được mua bán, những cổ phiếu vốn hóa lớn ấy, được mua bán thì sẽ có những cái giao dịch nó không ở trong cái phiên đó. Thì anh chị cũng cần cần nắm rõ để chúng ta có thể chủ động hơn trong cái việc chúng ta theo dõi các cổ phiếu đó trong cái phiên giao dịch cuối tuần này. Thì tiếp theo vào cái phần Q&A, cái phần hỗ trợ giải đáp anh chị về cổ phiếu và thị trường. Thì có một cái anh khách hàng có hỏi về thời điểm mua vào cổ phiếu CI và BSR. Anh Dung có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Trường hợp của BSR thì gần như tuần nào anh Du cũng đưa ra quan điểm đấy, và cái thời điểm mua thì nó đã qua mất lâu rồi. Thì hiện tại như lần trao đổi gần nhất thì cá nhân mình khi đo kỳ vọng, mình kỳ vọng lúc đấy là tầm 25 26 đúng không ạ, thì hiện tại nó đang gần gần đạt cái kỳ vọng rồi. Thì cá nhân Du nghĩ là có thể thì nó sẽ tăng tiếp đấy, tại vì cái kết quả kinh doanh quý 4 chắc chắn là nó sẽ còn tích cực hơn nữa, vì cái giá xăng dầu nó tăng và tồn kho của BSR trong quý 3 rất là nhiều do giãn cách ấy. Thì mọi người có thể là giữ tiếp thôi để mà mình tận hưởng cái đa tăng của cổ phiếu, thì cái việc đo kỳ vọng nó chỉ mang tính tương đối thôi, 25 26 nó chỉ tương đối thôi. Thì mọi người có thể là để trailing stop ấy, tức là để giá nó chạy theo thị trường, một khi nào nó thoái lui thì khoảng tùy cái mức chấp nhận mọi người, có thể là 7% hoặc là 10% mọi người mới rút lui là chuyện bình thường, thì mình sẽ tận hưởng hết cái đà tăng của nó. Còn điểm mua mới hiện tại thì cá nhân Dũng nghĩ là không có nữa đâu, bởi vì nó đã qua cái thời điểm mua mới rồi, nhất là cái thời điểm mà nó break qua cái kênh xuống giảm, là cái thời điểm mà 28 tháng 9 này, thứ hai là lúc mà nó vượt đỉnh ngày 13 tháng 10 đúng không ạ, 12 tháng 10, thì sau đấy nó có hai phiên nó điều chỉnh đi ngang ấy, thì để người mua. Còn bây giờ để mua thì hơi khó, vì nó đã tăng tương đối rồi, và các cái nhịp điều chỉnh như mấy phiên vừa qua thì nó cũng là nhịp điều chỉnh rất là ngắn thôi, nó không phải là một cái nhịp chuyển sóng. Thế là cái việc mua đuổi thì cái cũng không nên, nó chỉ vào anh chị nó đang có nắm giữ thôi, và xu hướng đang rất là tích cực. Thì dầu khí thì thấy có gas này, BR đang khỏe nhất thôi, còn nhiều phiếu dầu khí khác thì nó chưa vượt được đỉnh. PVS thì nó vẫn loay hoay như phiên này, nó rất là nỗ lực rồi đấy, nhưng mà nó chưa bứt khỏi cái vùng đỉnh cũ của tháng 6 đâu. Trường hợp này nó yếu hơn thì nó thụ động hơn, còn như trường hợp của BR thì nên tiếp và mình để trailing stop thôi. Mua mới thì anh Dung nghĩ là hơi khó, để lúc này thì nó hơi hơi chơi vơi, và mình cũng không mới khi ra quyết định nó đang ở trạng thái này. Trường hợp CEA thì khoảng 4 phiên gần đây nó tăng cũng rất là tốt, cái mức tăng của nó cũng rất là tích cực, nếu mà nhìn 4 phiên liên tiếp tăng rất là rõ rệt, bắt đầu vượt lên mốc kháng cự quanh 20 từ cái hôm 25 tháng 10, tính từ mốc đấy đến giờ nó tăng đâu đó khoảng 10%. Ok, nếu mà chết đinh thì vẫn có thể điều chỉnh, có thể mua được, tại vì cái xu hướng của nó có vẻ nó đang hướng về cái vùng kháng cự cũ, là cái vùng quanh vùng 24-25, cái vùng cản chéo trung hạn nó đâu đó vùng 24, và cái vùng đỉnh cũ của nó trong tháng 4 là vùng 26. Thì xung lực đợt này có vẻ là rất là khỏe,
mặc dù nó nếu nhìn sóng trung hạn trong nhiều năm qua đang là khá tiêu cực, tức là nó vẫn trong một, nó chưa thoát ra được, nó vẫn chỉ là sóng hồi xong lại xuống, và đợt này cũng không biết nó có thoát được khỏi cái mẫu hình ta xuống hay không. Thì có thể mua thăm dò dần trong các phiên tới nếu nó điều chỉnh được, thì cá nhân tôi nghĩ là nó hoàn toàn có cơ hội để nó chạm về cái vùng kênh giá cũ, hoặc là nó chạm về cái vùng đỉnh tháng 4 là vùng 26 ấy, thì nó vẫn có cơ hội chết định được. Nếu mà nhìn từ chỗ này đi lên đến cái vùng giả định như là nó sẽ vượt cái vùng 24 đi, thì xác suất lần này vượt nó bắt đầu xuất hiện rồi, ba phiên tăng liên tiếp, bốn phiên tăng và khối lượng tăng dần ấy, thì có thể chết định được. Mình đặt một cái kỳ vọng lên vùng 26, chỉ là có thể là nếu mà lạc quan là sau này mọi người có thể kỳ vọng nó vượt 26 cũng được, tại vì cái vùng đỉnh cũ nó không có nhiều khối lượng, tức là cái lượng hàng kẹp nó không nhiều, số lượng này nó khỏe hơn hẳn, thì xác suất nó quay lại đỉnh cũ hoặc vượt nó có thể xuất hiện. Thì cứ trong 1-2 phiên tới nếu nó điều chỉnh hoàn toàn có thể tham gia được. Và ví dụ như mình mua ở vùng 21 hay 22, mình đặt một cái mức cắt lỗ là dưới 20 chẳng hạn, tức là nó phá vỡ ngược lại mô hình đâu đó lỗ sẽ 10%, và chúng ta đặt một cái kỳ vọng lên 26 đúng không ạ, thì đâu đó là cái kỳ vọng lợi nhuận vẫn gấp đôi với lại cái rủi ro và chấp nhận được, thì cá dũng là tham gia được quanh vùng 21 đến 22 trong 1-2 phiên tới đối với cổ phiếu này. Nhưng mà nhìn chung thì cổ phiếu này nó không thực sự mạnh, thì nó nếu mà xét trong nhiều năm qua nó chỉ là những cái sóng hồi phục trong một cái chu kỳ đang chu kỳ ra xuống. Sau này nếu nó vượt được cái vùng 26 ấy, thì cái xu hướng lớn của nó sẽ tích cực trở lại, tại vì thứ nhất là nó vượt được cái kênh kênh giá giảm trung hạn từ 2017 2018 đến giờ, thứ hai là nó sẽ tạo hình cái mẫu hình hai đáy, và đấy là cái hình V kép to nếu mà tính từ từ đầu 2020 đến giờ, nếu vượt qua cái đỉnh này đấy nhìn nó sẽ sáng hơn và nó có những cái cơ hội lớn hơn. Và bây giờ chết đinh thì cũng kỳ vọng thì cũng chỉ trong vùng 26 thôi. Vâng ạ, cảm ơn cái chia sẻ của anh Du ạ. Thì ở đây có một anh khách hàng có hỏi về hai cổ phiếu của nhóm ngân hàng cũng khá là nổi bật trong thời gian vừa qua, đó là cổ phiếu Techcombank với chiều mua vào và cổ phiếu OCB ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Ra là những trường hợp như của OCB thì rất dễ nghĩ, tại vì nó rất là đẹp đúng không ạ. Nếu mình mà chọn nhóm ngành ngân hàng, nếu mà mua được chiếc đinh lúc này thì OCB sẽ chọn đẹp hơn, tại vì nó vừa break out và nó retest mấy cái này rất là tốt, chạm 26 này thì rất là tốt, thì xu hướng của nó đang là xuống tăng rõ rệt. Giờ của Tech thì rõ ràng về mặt cơ bản thì cá nhân tôi đánh giá rất là cao, đây là một cái ngân hàng tư nhân rất là mạnh, lành mạnh về tài chính, và cái tầm nhìn rất là lớn, là ông chủ có những cái tầm nhìn rất là lớn trong một vài năm tới, và cái cách người ta làm trong mấy năm qua cũng chứng minh là cái tầm nhìn người ta đang đúng, người ta đi đúng hướng và người ta làm rất là quyết liệt. Nếu mà về mặt đầu tư thì trong các ngân hàng tư nhân thì chẳng có ngân hàng nào mà xứng đáng hơn là Techcombank, cá nhân dùng như thế. Vì cái vị thế của Techcombank thì trong tương lai thì có thể nó sẽ xoán ngôi các ngân hàng lớn của nhà nước, rất là Tech, ngay cả Vietcombank cũng thế. Cách làm của Techcombank thời gian vừa qua nó giúp cái CASA của ngân hàng tăng rất là tốt, rồi cái biên lợi nhuận tăng tốt, các cái mảng thu nó cũng rất là tốt, và cái trích lập dự phòng rất là đầy đủ và bài bản. Cổ phiếu cũng luôn kín room cho thấy là cái khát khao của nhà đầu tư nước ngoài. Nếu mà về đầu tư mà nắm giữ lâu dài trong các phiếu ngành ngân hàng tư nhân, thì anh nghĩ không có lựa chọn là tốt hơn Techcombank. Và mình cũng thích ngân hàng nếu mà mua đầu tư nắm giữ chung và dài hạn. Còn chiếc ngân hàng thì rõ ràng nó yếu hơn, và nếu mà mua thì thực ra vẫn được, vì mình vẫn ủng hộ điểm từ nay đến cuối năm ấy, thì nó sẽ hướng về cái vùng đỉnh cũ đó, dù mình chưa đánh giá được cái xác suất nó vượt. Nó hơi khó chết định một chút, mọi người thấy là như nhịp vừa qua thì nó tăng cũng đâu đó khoảng 15% thôi, và nó cũng bị thoái lui lại quá nửa. Mà nhìn thì nó cũng không không quá tệ, nếu mà người mua và nắm giữ kiên nhẫn thì vẫn là lãi thôi, nhưng mà nếu mà với những người chơi đinh ngắn thì sẽ khó được kiếm lợi nhuận. Thì có lẽ nó phù hợp với những ai mà có cái niềm tin về cơ bản và nắm giữ chung và dài hạn hơn, mà kể cả có chết đinh thì cũng phải xác định là giữ từ nay đến cuối năm luôn, hoặc giữ xuyên trong quý một năm sau, thì có thể có những cái kịch bản nó lên đến đỉnh cũ hoặc là có thể. Cái định giá của Techcombank trong năm nay thì mình đọc đâu đó các bên vẫn định giá đâu đó có cùng 68 đến 70, và mình thấy là nó cũng khá hợp lý, mặc dù về mặt kỹ thuật thì mình chưa thấy cái xung lực nó đủ mạnh ở vấn đề, thì mình cũng chỉ kỳ vọng nó lên lại cái vùng đỉnh cũ 58 59 như đấy thôi, thì nó cũng chấp nhận được đúng không ạ. Nếu mà chúng ta mua quanh vùng giá hiện tại thì và nắm giữ thì kỳ vọng đâu đó nó vẫn được khoảng 15% từ nay cuối năm, thì khá là an toàn và cũng là một ngân hàng nó tối đa chất lượng nhất rồi. Sau này nếu mà Techcombank mà vượt qua lợi nhuận Vietcombank thì rõ ràng cái định giá ngành ngân hàng người ta sẽ nhìn nó với ánh mắt khác. Bao giờ những cái ngân hàng mà vươn lên đầu ngành thì cái định giá nó sẽ thay đổi rất là chóng mặt. Đấy, các cái quỹ lớn người ta sẽ chuyển dịch cái dòng vốn sang các cái ngân hàng tốt đầu. Thứ hai là các cái quỹ chỉ số, lúc đấy người ta sẽ dồn cái chỉ số tỷ trọng cho những cái cổ phiếu mà đầu ngành. Thì đấy là cái tầm nhìn của Techcombank, nếu mà chúng ta mua một cái tầm nhìn đấy thì sẽ mua dài hạn thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn ngắn hạn thì chiết định thì hơi khó đấy, chiết định T cộng với Techcombank là tương đối khó trong nhịp này, nhất là các cổ phiếu ngành ngân hàng.
thì hầu hết nó đang ở dưới đỉnh, và những cái nhịp tăng nó cũng rất là yếu ấy. Cứ tăng được vài ba phiên thì nó lại điều chỉnh trở lại. Ngay cả công thương thế thôi, đợt này nếu một người trên đỉnh mà bắt đáy kiểu công thương, nó cũng là dấu hiệu tạo đáy nó đi lên, thì cũng sẽ khó để có lợi nhuận lớn được, có thể là kiếm một chút lợi nhuận nhỏ thôi, nhưng mà để kiếm lợi nhuận thì rất là khó, vì cổ phiếu nó bị thoái lui sâu và có quá nhiều người kẹt hàng trong mấy tháng qua. Nó ra cái quá trình đi lên nó sẽ rất là mệt mỏi, vì cứ lên đến vùng nào đấy thì lại có người kẹt, người ta lại bán, và chỉ cần thị trường rung lắc thì nó quay đầu rất là nhanh. Tâm lý người ta từng từng bị thua lỗ cổ phiếu này, người ta sẽ rất sợ, và một khi rung lắc người ta sẽ bán rất là mạnh. Nên chết định thì nó sẽ hơi khó đấy. Còn nếu mua đầu tư thì cái dụ như là Techcombank là hoàn toàn xứng đáng để mình nắm giữ, và mọi người cũng nên tham khảo cái báo cáo phân tích để mọi người mua. Còn cá nhân mình vẫn kỳ vọng cái này cuối năm nó sẽ lên lại đỉnh cũ. Nó có thể đi bằng cách nào mình không rõ, tại vì nó sẽ rích rắc thôi, nó sẽ khó tăng một mạch như các cái sóng trước, vì cái nhịp trước là các cái cổ phiếu ngành ngân hàng rất là khỏe, nhịp này các cổ phiếu ngành hàng đang ở thì rất là yếu lắm. ACB hay MB nó trường hợp nó cũng tương tự như tech thôi, nhưng mà nó không được bằng ra cơ bản thì nó cũng tốt, định giá hấp dẫn, nhưng mà cái xác suất để nó vươn lên những cái vị thế cao hơn trong ngành nó không 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 thực sự rõ rệt. Thì Techcombank nó có cái ngoài cái cơ bản tốt ấy, nó còn có cái xác suất để nó vươn lên vị thế rất đầu ngành ngân hàng trong một vài năm tới. Và mình thấy cái cách làm việc của Vietcombank thì mình không không ưa bằng Techcombank đâu. Bản thân mình đang người dùng dịch vụ của Vietcombank, mình thấy là càng ngày nó càng đi xuống, trong khi các dịch vụ các ngân hàng khác ngày càng đi lên, thì cái sự cạnh tranh trong ngành sớm hay muộn nó cũng thúc đẩy tech người ta đi lên tiếp được. Đáng dung nghĩ là ACB, MB thì một người chọn tech hay hơn, thì vị thế của Techcombank nó đẹp hơn hẳn. ACB, MB vị thế nó đuối hơn, không ạ? Mình thấy là Techcombank vị thế nó là cái trạng thái tích cực hơn. Thì nếu mà trước đây thì cá dung nghĩ nên chọn OCB, và mình với trung tâm đầu tư có đưa ra khuyến nghị OCB ở quanh vùng 26.27 cho cái kỳ vọng nó lên vùng 32. Còn tách với lại ACB, MB có lẽ là mình mua đầu tư thì phù hợp hơn giai đoạn này. Chế định nó hơi khó, chế định cái cộng kiếm 10, 10, 15% với những ngân hàng lúc này là tương đối khó. Khác nếu mà chế định. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về cái chia sẻ nó khá là rõ ràng về hai cổ phiếu OCB và Techcombank. Trong đó thì anh có lưu ý là nếu anh chị nào mà lựa chọn cổ nhóm cổ phiếu ngân hàng để giao dịch trong ngắn hạn thì chúng ta nên ưu tiên OCB là một cổ phiếu mà đã vượt đỉnh và đang đi trong quá trình retest lại cái vùng đỉnh trước đó đã vượt. Còn Techcombank thì chúng ta nếu mà chúng ta đầu tư thì vừa thời điểm hiện tại là cũng khá là thích hợp để chúng ta mua vào trong một cái ngân hàng mà có kỳ vọng và cái kết quả kinh doanh khá tốt trong cái thời gian tới á. Ở đây một vài anh chị khách hàng có hỏi về nhóm cổ phiếu chứng khoán, trong đó có HCM, CTS và FTS theo chiều nắm giữ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về nhóm về ba cổ phiếu trong nhóm chứng khoán này không ạ? Thực ra là mình thấy là nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán là mọi người đã bị cái nguyên lý mỏ neo trong đầu, tức là mọi người đã quá yêu thích nó trong thời gian vừa qua, ra là lúc nào thấy mọi người cũng hỏi đúng không. Nhóm chứng khoán thì cá nhân dù vẫn duy trì quan điểm là nó vẫn chưa có gì mới, nó vẫn là trạng thái sideways thôi. Và nếu mà quan sát thì mọi người nên ưu tiên trạng thái của VCI với VND, là hai cái cổ phiếu đang ở cái vị thế tăng trưởng cơ bản cũng rất là tốt, và cái vị thế về kỹ thuật cũng tốt nhất trong ngành, và nó khá tin tưởng người trading đúng không ạ. Thì cái vị thế như VCI về đây nó càng tích lũy lâu của nó breakout này thì nó càng đẹp, và nó sẽ là những cái cơ hội mà rõ rệt hơn là những cái cổ phiếu mà đang yếu hơn về mặt kỹ thuật như HCM hay SNI. Người nhìn thấy HCM với SNI nó đuối hẳn đúng không ạ, đỉnh càng ngày càng tụt xuống và giá nó cũng đuối dần ấy. Nó không phải là trạng thái để tích lũy để đi lên khỏe như VND hay VCI. Và nếu một người nhìn theo thị phần giao dịch cũng hay là cái tình hình kinh doanh thì rõ ràng trước đây thì SNI hay HCM là hai công ty đứng đầu ngành đúng không ạ, nhưng mà cái vị thế số 1 số 2 bây giờ nó càng ngày nó càng bị lung lay rồi đúng không ạ. Nhưng HCM thì cá nhân đâu đó thì cái thị phần quý 4 thì cũng đã rơi khỏi top 4 rồi, thứ năm gì đấy thôi, và cái xác suất bị chiếm lĩnh thị phần trong quý 4 hay là năm sau thì nó còn càng ngày nó càng càng lớn nữa. Thật ra là chết định thì cứ chọn những doanh nghiệp mà đang có vị thế kỹ thuật đẹp, và thứ hai là nó lại thuận nữa là cái vị thế cơ bản cũng đang đẹp, là những doanh nghiệp mà đang chiếm lĩnh thị phần tốt nhờ những sản phẩm mới, rồi thu được nhiều khách hàng như VND hoặc như VCI thì người ta không tập trung khách hàng cá nhân nhưng người ta làm IB rất là tốt, cái thương vụ lớn thì đều qua VCI cả, và người ta có khả năng đột biến lợi nhuận rất là cao. Nếu mà thị trường càng thuận lợi thì VCI lợi nhuận sẽ càng đột biến, cái thương vụ tỷ đô VCI làm rất là tốt. Thì các anh Dung nghĩ là trong ngành chứng khoán nếu người thực sự quan tâm thì nên quan tâm đến VCI với VN-Index. Nếu nó vượt đỉnh thì mua thôi, còn nó càng tích lũy lâu thì cá nhân mình càng thích, thì nó sẽ càng chặt chẽ, sẽ tăng bền bỉ, tăng mạnh. Còn HCM hay là SSI hay là các cái vị thế nhỏ hơn thì nó đang đuối hơn, hay là CTS thì nên ưu tiên sau.
bao giờ thì nhìn thấy VND, VCI nó vượt đỉnh mà mọi người không mua được, bởi vì buộc chọn sang những cổ phiếu mà top 2, top 3 thôi. Mình nên ưu tiên những cổ phiếu mà mang tính dẫn dắt trước, nó vừa có cơ bản tốt mà vừa có cái đồ thị kỹ thuật đẹp, nó đã có cái lịch sử tăng giá rất là tốt thì trading nó sẽ thích hơn. Thế đấy là quan điểm của về cổ phiếu ngành chứng khoán. Vẫn nghĩ là nó sẽ còn tích lũy thêm trong thời gian tới, và mình mọi người cũng đừng có quá nóng vội. Những ai nóng vội trong thời gian qua thì có thể là dính vào những cái đợt nó vòng lên nó vòng xuống, có thể là bị thiệt hại khi mọi người thua lỗ trong ngắn hạn. Tốt nhất là kiên nhẫn đợi sau này nó bứt hẳn lên thì mua, vì trading thì sẽ không mua khi nó đang sideways. Quan điểm của mình. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Anh Du cũng có quan điểm nó khá là rõ ràng về nhóm chứng khoán này, thì hiện tại khi mà cái nhóm chứng khoán vẫn đang trong giai đoạn sideways, tích lũy sau một cái giai đoạn 6 tháng đầu năm tăng giá khá tốt. Và nếu anh chị có view cái nhóm chứng khoán này trong ngắn hạn thì tốt nhất anh chị nên chờ các cổ phiếu này vượt vượt vùng đỉnh, thoát khỏi cái xu hướng sideways để chúng ta tham gia cái vị thế ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu chứng khoán á. Một anh chị có khác có hỏi về nhóm về cổ phiếu Đạm Cà Mau. Thì Linh chia sẻ một chút về Đạm Cà Mau, thì sau khi Đạm Cà Mau đã tăng giá khá tốt trong cái đoạn vừa rồi, và anh Du cũng đã có nhắc đến cái nhóm phân phân bón trong cái đầu buổi ngày hôm nay, thì kết quả kinh doanh quý 3 của nhóm phân bón cũng đã ra rồi, và hiện tại thì sau hai cái phiên cổ phiếu bị bán trở lại thì ngày hôm nay thị trường mặc dù có tăng, tuy nhiên thì nhóm này cũng tiếp tục bị bán, như Đạm Cà Mau hôm nay có giảm mà không 0,3% giảm một chút. Thì ở những cổ phiếu này thì rõ ràng đang có cái lợi thế cho những người nắm giữ cổ phiếu hơn là cái việc mà chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này trong ngắn hạn. Nếu anh chị nào mà đang có nắm giữ cổ phiếu này, chúng ta có thể đặt cái mức gọi là trailing stop ở đâu đó quanh cái vùng 30.5 đến 31. Nếu mà cổ phiếu đóng cửa và vi phạm ngưỡng này thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra ngắn hạn là cổ phiếu này. Còn mua mới ở cổ phiếu này hiện tại thì Linh nghĩ rằng chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ta tham gia cổ phiếu Đạm Phú Mỹ ở Đạm Cà Mau ở thời điểm hiện tại. Ở đây có một anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu công trình Viettel ạ, CTL. Anh chị có hỏi muốn hỏi rằng là cái động lực tăng giá cổ phiếu này nó có tốt hay không, và có tiếp tục nắm giữ hay là chúng ta cơ cấu sang cổ phiếu khác ạ? Thì chú có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Phim Viettel là cổ phiếu rất là đẹp, nhìn cả góc độ trung hạn, bởi vì cái kết quả kinh doanh của CTL từ khi lên sàn tăng trưởng rất là tốt. Còn cả xu hướng, nếu mà nhìn xu hướng của nó thì cả ngắn hạn trung hạn nó vẫn đang rất là tốt, chẳng qua là khoảng một tuần nay nó hơi đuối một chút thôi, có mặt bằng chung thôi. Còn nếu mình tính từ xu hướng nó bắt đầu nhịp tăng từ tháng 5 thì nó vẫn đang trong rất là tích cực. Tuần vừa qua nó cũng bị cuốn hết thị trường đó khoảng mấy phiên ấy. Thì nếu như mà đầu tư thì cái anh Dung nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt để mà mình nắm giữ tiếp. Cổ phiếu nó đang tăng trưởng và cái đà tăng trưởng nó chưa chứng lại thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Còn về mặt trading thì hiện tại nó cũng chưa có điểm bán đó. Nếu mà giả sử như trong một vài phiên tới mà nó vỡ cái vùng hỗ trợ quanh 85 ấy, thì có thể cân nhắc việc bán nếu chị là về trading ngắn hạn. Còn quan điểm của mình thì cái thiên hướng giữ thì mình phải đánh giá cao hơn, vì nếu mà thị trường thuận lợi những cổ phiếu mạnh như này nó sẽ sớm quay trở lại thôi. Và hiện tại còn nó có cái kháng cự đâu đó quanh vùng 90 91 ấy. Thì đấy chính là cái thử thách của nó trong trong thời gian tới. Thì nếu mà giả định thì mình có thể đặt ra hai cái ngưỡng. Thứ nhất là nếu nó vỡ 85 mình bán, và thứ hai là do nó quá lâu nó không tăng, ví dụ mình cầm thêm một tuần nữa thì trường nó vượt đỉnh nó vẫn đi lên, và cổ phiếu nó vẫn không tăng vượt cái đỉnh 91, thì lúc đấy có thể chấp nhận bán nếu anh chị là những người chết đinh. Bởi vì ngoài chi phí về mặt rủi ro, về mặt phần trăm, nó có cái chi phí khác, ta bị điểm bị mua vào những cổ phiếu mà nó không tăng giá quá lâu thì chúng ta cũng phải có cái giới hạn về mặt thời gian. Ví dụ như cá nhân Du chết đinh thì những cổ phiếu mà mình đã chọn chết đinh thì thường nó sideways là mình sẽ chấp nhận, là mình sẽ chấp nhận phải thoát ra, vì nó có thể sideways một tuần hai tuần và mình chỉ cả tháng, mình cứ ngồi mãi trong đấy thì sẽ mất cơ hội ở những cổ phiếu khác. Thị trường bây giờ nó phân hóa rất là mạnh, có những cổ phiếu thì đi xuống sideways và có những đi lên. Nếu mình không chọn phải những cổ phiếu đi lên mà mình cứ cố đợi ở những cổ phiếu nó sideways thì nó sẽ mất tiền. Đã dung nghĩ là trường hợp này cũng khá đơn giản, là anh chị đặt một cái ngưỡng là nếu mà vỡ 85 thì chấp nhận là thu tiền về để chọn cơ hội khác. Thứ hai là mình nắm giữ thêm một hai tuần nữa, giả định nó cứ đi ngang đây và thị trường nó vượt đỉnh nó đi lên tiếp rất là mạnh mẽ mà cổ phiếu nó vẫn không vượt được cái vùng 90 91 thì mình cũng bán. Thì đấy là tùy với anh chị thôi, còn có điểm dù hiện tại nó chưa gì xấu để phải bán cả. Để xét cả cái cạnh cơ bản kỹ thuật nó là cổ phiếu tăng trưởng rất là tốt. Vâng, cảm ơn anh Du ạ. Thì công trình theo anh chị cũng nhìn thấy rằng là trong quá trình lịch sử dịch cổ phiếu này nó cũng giao dịch theo cái hướng gọi là khá là tăng giá khá là đều đặn ấy. Do đó thì nó sẽ phù hợp hơn cho những cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu này hơn. Tiếp theo là có một anh khách hàng thì có hỏi về cổ phiếu VRE ạ.
Thì Du thì chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? VRE thì nó là cái cổ phiếu mà cá nhân mình đánh giá rất là thấp ấy. Tại vì nếu mà nhìn xuống của nó từ khi lên sàn nó toàn thấy nó xuống nhiều hơn là lên, đúng không? Trading là quá khó, tại vì nó xuống nhiều hơn là lên. Và mỗi lần lên nó rất là ngắn đó. Rất là các cái sóng tăng nó không được dài, nó thực ra nó chưa có sóng tăng nào rõ rệt. Hầu hết nó là sóng hồi phục tính như khi lên sàn. Thật ra trading hơi khó thì sẽ có những dòng tiền người ta đầu cơ, người ta kỳ vọng vào cái việc bỏ giãn cách ấy, thì trung tâm thương mại sẽ hoạt động trở lại. Nhưng mà cái Dung nghĩ là nó cũng sẽ mất nhiều thời gian đấy, bởi vì cái thói quen của của người tiêu dùng bây giờ cũng mọi người cũng sẽ thận trọng khi đến những cái chỗ đám đông. Thứ hai là cái việc mà khôi phục lại cái tình hình sản xuất kinh doanh ấy, với nhiều trung tâm thương mại thì có nhiều cửa hàng bắt đầu thì bỏ trống, thế là cũng sẽ mất thời gian. Thì có thể có những cái kỳ vọng mà người ta sẽ đầu cơ của thứ này thôi, mà cá nhân mình nghĩ là trading là tương đối khó nếu mà nhìn trong cái đồ thị cổ phiếu trong 3 năm qua từ khi đi lên sàn, rất khó để kiếm được tiền thứ này. Thì mọi người cứ trading lâu trên một cổ phiếu mà nó cứ diễn biến ngày càng đi xuống này thì rất khó để mình cầm được tiền về, tại vì mình sẽ có thể đúng được một lần nhưng mà lần sau mình mua nó bị cuốn xuống như này nó sẽ khó để mà có lợi nhuận nó rõ rệt được. Thế thị trường hiện tại đang có rất nhiều cơ hội, nó đang ở xuống lên ấy. Với nên ưu tiên những vị thế đi hơn. Còn với trường hợp VDE thì cá nhân mình nghĩ sau này nếu mà nó vượt qua cái vùng đỉnh của tháng 1 ấy, tức là vùng 36-37 37-38 này, đó là đỉnh của mấy năm, là đỉnh của từ 2019 rồi, thì lúc đấy cái triển vọng nó có thể nó thay đổi. Còn hiện tại nó nếu mà trading mà thuần về mặt đầu cơ mà nghĩ là nó lên lại cái vùng đấy và mua vùng hiện tại thì cũng được thôi, nhưng mà cái kỳ vọng nó không đủ lớn. Giả sử như là nó break qua cái vùng hiện tại, nó chưa break qua cái cản chéo mà nối từ tháng 1 đến giờ đâu. Nếu break qua mà kỳ vọng nó lên lại đỉnh tháng 1 là vùng 38 ấy, và nó đó khoảng 15% có thể chấp nhận được, nhưng mà phải đợi nó khoảng qua cái vùng 31.5 đến 32 đấy, là 32 nó lên lại có thể đạt cái kỳ vọng hồi phục như thế được. Còn mình không thực sự đánh giá cao cổ phiếu này lắm, vì nó không phải là cổ phiếu mà trong xuống tăng, nó là cổ phiếu trong xuống hồi phục. Và nó không, từ khi trên thị trường nó hết cơ hội ở những cổ phiếu tăng trưởng thì phải quay sang những cổ phiếu mà nó sóng hồi thôi. Còn thị trường đang có rất nhiều cổ phiếu tăng trưởng thì mình nên ưu tiên những cái cơ hội nó đang tăng trưởng, lợi nhuận với trading nó sẽ tốt hơn. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về chia sẻ về cổ phiếu VRE. Ở đây có một anh khách hàng có hỏi về cổ phiếu mua mới của cổ phiếu Lộc Trời ạ, LTG ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Cổ phiếu gì Linh ơi? Lộc Trời nhá, LTG ạ. Vâng. Lộc Trời thực ra nó cũng chưa bứt phá được hẳn cái vùng đỉnh cũ đó. Cái vùng đỉnh mà từ khi nó niêm yết, nó vẫn là cái trường hợp mà cá nhân mình cũng chưa sự đánh giá cao. Tại vì tính ra cổ phiếu niêm yết trong thời gian 3 năm qua thì giảm xong rồi đang hồi sinh trở lại thôi, nó cũng chưa phải là sóng tăng trưởng. Nếu mà nhìn từ khi niêm yết, còn nếu như nhìn từ năm 2020 đến giờ nó là cái sóng hồi phục rất là mạnh, tăng từ 15 đến 45 tăng 3 lần. Vượt qua cái vùng tầm 45 này, nó sẽ có những cơ hội mới mà nhìn nó rõ rệt hơn. Hiện tại thì nó không quyết liệt lắm, ngay cả cái đợt vừa qua nó hơi có vượt qua cái vùng đỉnh của tháng 6 ấy, vùng khoảng 4-3, nhưng sau đấy thì nó cũng kê lại mình phiên mà nó cũng không mạnh mẽ lắm. Mình thấy tiền vào nó không mạnh, thanh khoản nó chưa lớn. Có lẽ là đã hẳn qua cái đỉnh của khi em biết thì có lẽ là nó mới tăng ra mạnh. Phiếu này nó một thôi, còn sau đấy các nhịp tăng nó rất là ngắn, mọi người thấy nhịp tăng rất là ngắn và nó điều chỉnh rất là nhanh. Đỉnh cũng tương đối khó, nó com nó biên độ lớn, có thể đi lên chậm chậm nhưng mà khi nó quay đầu thì nó rơi biên độ nó nhanh. Thì cổ phiếu này cái dung nghĩa là nếu mà sau này nó vượt tiếp lên vùng 4 thì có thể cân nhắc là 4-45. Tức là vừa hẳn cái đỉnh của khi em biết đi, nó sang một cái trang mới có thể cân nhắc được. Còn chết đinh nó là tương đối khó đấy. Và nếu mà cá nhân mình thì mình không thích lắm, vì nó những cái diễn biến nó khó chết đinh thì mình sẽ không thích. Mà thích chết đinh những cổ phiếu nào sóng sánh nó rõ ràng hơn ấy. Nó đã lên là sóng nó mạnh, và nó xuống là sóng nó mạnh cũng chấp nhận được, nhưng mà nó lên là phải cho ra sóng. Còn nếu như nó cách đi của nó trong thời gian đây nó không rõ rệt lắm, mặc dù xu hướng nó nhìn trung hạn vẫn là tích cực, là nhìn từ đầu 2021 giờ là tích cực và nó cũng đang là xuống đi lên,
thì nếu mà trading T cộng thì vẫn vẫn được thôi, trading T cộng coi như nó đã vượt đỉnh của tháng 6, đang đi test lại, nó chỉ đang tích lũy để nó đợi vượt một cái đỉnh cuối cùng là cái đỉnh của khi niêm yết đến giờ thôi, thì nó sẽ bước sang trang mới, thì nó sẽ phù hợp với ai kiên nhẫn hơn. Còn để trading T cộng hay trading ngắn thì sẽ khó, mình thì thế là trạng thái này sẽ khó trading ngắn hạn. Thì nếu mà giả định có mua thì cũng nên đợi nó vượt vùng 44-45 thì cân nhắc vượt hẳn 45 đi cho nó rõ rệt thì mới cân nhắc, còn hiện tại thì vẫn chưa nên mua. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Anh chị khách hàng có hỏi thêm về cổ phiếu PCE thì Linh chia sẻ một chút. Thì nhìn vào cổ phiếu PCE này thì anh chị thấy rằng là thứ nhất là biến động của cổ phiếu này trong thời gian gần đây nó khá 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 mạnh. Cái thứ hai là cái khối lượng giao dịch trung bình của 20 phiên của cổ phiếu này chỉ khớp được khoảng tầm 39.000 cổ phiếu trong một phiên thôi. Thì đối với những cổ phiếu mà có thanh khoản nó nhỏ như này thì phân tích kỹ thuật nó không có nhiều ý nghĩa, và đặc biệt là khi mà giao dịch những cổ phiếu này thì cái việc mà chúng ta mua bán nó cũng khá là khó. Và do đó thì những anh chị mà chúng ta nên hạn chế tham gia những cổ phiếu mà nó có thanh khoản nó khá nhỏ này. Có một chị khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ của cổ phiếu KSB ạ. Anh Du thì chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? SB hiện tại vẫn ổn mà, thực ra là nhìn ngắn hạn hay là trung hạn thì nó vẫn ổn. Hôm nay nó rất là tích cực vì nó vượt qua được cả cái đỉnh của 2017, nó bước sang một trang mới, thế ra là cái triển vọng nó càng càng sáng hơn. Thì nó cho thấy là cái quá trình 2020 nó chỉ là vượt qua, nếu mà nó chỉ lên đến đỉnh cũ nó dội ngược lại mà nó lại đi xuống thì nó chỉ là cái quá trình hồi phục lại của 3 năm suy giảm thôi. Nhưng rõ ràng là nó vượt đỉnh thì nó cho thấy một cái kỳ vọng cái đợt tăng mới tiếp diễn nữa, tức là đây là một cái trang mới đối với cổ phiếu này. Thì cái triển vọng của cổ phiếu này về mặt cơ bản thì nó thuộc vào cái đầu tư công thôi. Người nếu mà đọc báo chí hay là xem TV thời gian qua thì cái việc thiếu đá cho những công trình đầu tư công nó đang đang rất là cấp thiết ấy. Và có nhiều cái quy định để mà ưu tiên cho các mỏ đá khai thác để đáp ứng cho những nhu cầu đầu tư công. Thì cái dung nghĩa là cổ phiếu nó có giữ tiếp, mua mới thì cũng có thể cân nhắc được, nếu mà nó nếu mà trong tuần tới nó tăng tiếp và nó có những phiên nó kênh ngược lại 48 một khối lượng thấp mà nên mua, tại vì cổ phiếu mà nó đã vượt đỉnh dài hạn thì nó không vượt đỉnh phía trước thì nó sẽ là một cơ hội rất là sáng nên tiếp tục nắm giữ. Vâng ạ, cảm ơn anh Du chia sẻ về KSB. Thì anh cũng chia sẻ là khá rõ ràng là cổ phiếu này thì thứ nhất là về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu đã được vượt được cái đỉnh 38, một cái đỉnh mà đã thiết lập trước đó. Và thứ hai là câu chuyện cũng được cổ phiếu này cũng được hưởng lợi từ câu chuyện là đầu tư công. Sau đó thì ở trạng thái hiện tại thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu này được. Có một anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu MHC và MIG. Anh Du thì chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? MHC thì tính đầu cơ của nó hơi cao và thực ra cái cơ bản nó mấy năm trước thì mình thấy nó hơi tệ, mình thấy là các cái đợt sóng nó cũng rất là phũ. Phiếu này nó sẽ phù hợp với những ai chết đinh theo kiểu là chấp nhận rủi ro rất là cao luôn, còn những nhà đầu tư thông thường cá nhân cũng nghĩ là không nên, cái mức độ beta của phiếu nó rất là mạnh và cái cách lên mà nó trả lại gần như hết đi quá trình tăng như này, thường nó ở những cổ phiếu nó không có cơ bản thực sự, thì thường những cổ phiếu cơ bản tốt thì khi đi lên nó sẽ chỉ điều chỉnh phần thôi, nó sẽ điều chỉnh nó đi lên tiếp, còn đây nó chả hầu như hết. Thì đợt này mấy phiên này nó diễn biến tích cực nhưng mà mình nghĩ là ở trường hợp này thì cũng không cần phân tích kỹ thuật đâu, một người nếu mà trên đây những bảng giá mà quyết định theo tâm lý đó, chấp nhận kết quả hên xui thôi, nhưng còn phân tích nó hơi khó, nó nặng quá nặng tính đầu cơ và nó diễn biến của nó rất là thất thường, mình cũng không phân tích được đâu. Cổ phiếu nó linh nhỉ, Dạ, cổ phiếu MIG bảo hiểm quân đội ạ. quân đội thì rất là đẹp, xu hướng ngắn đến trung hạn thì đang rất là tích cực, và nhóm ngành bảo hiểm nhìn chung đang đang rất là tốt, trong đấy có BMI đang là cổ phiếu rất là đẹp của đỉnh. Thì hầu hết những cổ phiếu ngành bảo hiểm thì đang có cái kỳ vọng mới là cái thay đổi luật kinh doanh bảo hiểm ấy, và quốc hội đang họp cái thay đổi lớn cho ngành, nó đem lại những cái kỳ vọng mới về việc mà các nước ngoài tham gia sâu hơn vào những cái doanh nghiệp bảo hiểm. Theo mấy giờ thì nó tiếp phù hợp với tiếp tục nắm giữ thôi, thì ra cái điểm mua nó cũng qua mất rồi, cái thời gian nó vượt đỉnh xong nó đi test lại thì đấy là cái cơ hội mua thôi. Còn bây giờ nếu mà tính nhịp tăng vừa qua nó cũng tăng từ nhịp từ giữa tháng 7 đến giờ là đâu đó tăng gần 100%, tầm 8%, thì nó sẽ phù hợp với những anh chị nắm giữ thôi. Còn nếu mà mua mới phải đợi sau này nó có một nhịp tích lũy ngang rồi nó vượt đỉnh đi tiếp thì mình dễ nghĩ hơn, còn bây giờ khi nó đã tăng tăng dựng lên và nó có cái quá trình tăng đâu đó khoảng 3 tháng rồi
bỏ qua đâu, mình đi chọn những cái cơ hội khác. Nếu có thì cái tôi nghĩ là đang đang rất tốt để nắm giữ vì nó tăng theo cả xu hướng chung của ngành bảo hiểm. BMI cũng đang rất là đẹp. BVS là cũng thuộc dạng yếu nhưng nó cũng đang lên rất là tích cực. Còn mấy giờ qua thì mua lâu rồi, đúng ra là nó nắm giữ dạng thì nó đang tích cực cho cả ngành, nên là Minh ơi, còn có hỏi được không em? ở đây có một anh chị có hỏi về xin đánh giá về cổ phiếu Kinh Bắc ạ, KBC ạ, cổ phiếu tăng khá tốt trong phim này ạ, anh có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Kinh Bắc thì cũng hết hôm nay Bắc thì hôm qua là cái tinh kết quả kinh doanh ra thì Kinh Bắc quý ba bị lỗ đúng không ạ? Nghe rất là xấu nhưng mà hôm nay cổ phiếu này tăng rất là mạnh, tăng trần vượt cả cái kháng cự mà đỉnh của tháng 1 và cả cái tháng tháng 10 không vượt nổi đúng không? Cổ phiếu đã bị thoái lũ rất là nhiều trong vài tuần qua, mức giảm không nhiều nhưng mà nó bị giảm nhiều phiên liên tiếp. Cá nhân dung nghĩ là có thể là cái quá trình giảm trong vài tuần qua nó đã phản ánh cái tiêu cực cái kết quả kinh doanh ba, và có thể có những người ta đoán trước kết quả kinh doanh đấy, người ta bán trước ấy. Ra thì nó lại tăng. Những trường hợp mà tin xấu ra tăng trong thời gian gần đây rất là nhiều, ví dụ như là TDC cũng thế, hay là Bắc này, xong rồi đợt trước quý một thì có đất xanh thế. Hiện trạng của thị trường bây giờ thì ngay cả P&J kết quả quý ba cũng 100 mấy tỷ nhưng mà nó vẫn tăng giá. Nó cho thấy là những cái kết quả kinh doanh của quý 3 xấu nhất thì nó có thể là nó đã phản ánh vào giá rồi, và người ta cũng nghĩ rằng kết quả kinh doanh quý 4 năm sau nó toàn tin tốt thì trước, không còn tin là xấu nữa, là người ta cũng rất là quyết liệt. Thì thuần về mặt kỹ thuật thì anh Dung nghĩ là hôm nay nó vượt đỉnh thành công thì trên ngày mai mà nó điều chỉnh nhẹ đầu phiên thì thường là mua được. Đấy, cái cách cái kinh nghiệm chiến định của mình, hôm nay nó break thành công này, 47 lên 48 thì ngày mai cũng 47 xanh hỗ trợ thì đó. Trong khoảng 47 48 là có thể cân nhắc mua được. Hoặc cái cách thứ hai là đợi nó tăng tiếp cho ngày mai nữa rồi để nó confirm chắc chắn là vượt đỉnh thành công, để tránh trường hợp mà vượt xong nó bị fail ngược lại. Thì sau đấy nó phiên các phiên sau cứ điều chỉnh là nhắm mắt mua. Vì lúc đấy cổ phiếu nó đã bước sang một cái trang mới rồi, đang xuống đi lên rồi. Thì trường hợp của Kinh Bắc cá nhân mình nghĩ là thế, tại không chỉ Kinh Bắc đâu, các cái cổ phiếu mà nhóm ngành công nghiệp nó đều lên cả, nên ra là nó cũng có sự liên thông với nhau. SC nó đã vượt đỉnh lên tương đối xa rồi, hay như DHD nó cũng vượt đỉnh đúng không ạ? DHD thì nó đẹp hơn, nó vượt rất là rõ rệt. Có rất nhiều cổ phiếu của cùng nhóm ngành nó đang đang cố đi lên cùng nhau, đó là cái nhóm chung của ngành. Bây giờ nó cố vượt đỉnh này, một vài viên nó tiến tới vượt đỉnh có thể là cơ hội với mọi người. Thì mình nghĩ là cái trường hợp của Kinh Bắc thì nó không được khỏe nhé SC trước đấy, nhưng mà nó cũng cùng với lại cả DHD nó cũng bắt đầu vượt đỉnh phiên này, thì là những cơ hội mới mình quan tâm được. Thì đợt này thì ngoài các cổ phiếu ngành bất động sản, những cổ phiếu ngành bất động sản công nghiệp cũng rất là hot, thì cái kỳ vọng về việc mà gọi đầu tư công nó sẽ giúp nâng giá trị của các khu đất lên. Thì người hình dung là nếu mà và bất động sản dân rộng thì cứ làm đường thì đất sẽ tăng đúng không ạ? Thì nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp mà có cái lô đất càng nhiều thì cái giá trị của khu đất càng tăng. Còn với những công ty mà bất động sản công nghiệp thì rõ ràng là cái việc mà hạ tầng nó tốt thì cái việc đầu tư các khu công nghiệp, các nhà máy người ta sẽ thích chuyển dịch về Việt Nam hơn. Cầu đường đúng không ạ? Xong rồi trường trạm cầu đường xong bến cảng tốt. Đây là những cái cơ hội mà cá nhân nghĩ là hoàn toàn có thể chế định được. Thì nó cứ vượt đỉnh là đẹp đã trong mắt dân kỹ thuật cá nhân mình, nếu cứ cổ phiếu vượt đỉnh thì mình sẽ thích hơn bất cứ cổ phiếu nào mà còn giữ. Có thể chơi linh Kinh Bắc nếu mà người mua ngay đầu phiên ngày mai nếu nó có điều chỉnh đầu phiên, còn nếu không thì đợi ngày mai nó vượt đỉnh hẳn xong đấy các phiên sau mình mua. Tại vì dù sao phiên ngày mai cũng là một phiên nhạy cảm với chỉ số nó chạm về đỉnh cũ, mặc dù chúng ta đang đang bet cái xác suất vượt là tương đối cao, nhưng mà nhiều khi thì các tổ chức người ta lại muốn là cho nó tích lũy lại thêm một nhịp nữa rồi nó mới vượt, thì ta không thể đoán được. Tốt nhất là đợi sau phiên ngày mai cũng được, cho nó chắc chắn là nếu mà chỉ số không vượt đỉnh và Kinh Bắc nó confirm liên tiếp kéo lên 50 được, hai phiên tới nó điều chỉnh, sau khi nó vượt thì confirm một phiên rồi nó điều chỉnh thì hoàn toàn thoải mái. Đấy, cái triển vọng nó sẽ rất là sáng, là vì trước nó không còn cái kháng cự nào nó rõ rệt nữa. Thế là quan điểm của mình. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về chia sẻ về cổ phiếu Kinh Bắc. Ở đây có một anh chị hàng có hỏi về chiều mua của cổ phiếu HAH, VCS và FPT ạ. Anh chia sẻ một chút về ba cổ phiếu này không ạ?
AH thì quan điểm của mình hiện tại không không phù hợp với môn, tại vì nó cố gắng vượt đỉnh trong một vài tuần trước thì nó bị dội lại, và cá nhân mình thấy như hôm nay nó bị trạng thái nó bị giảm, tôi thấy là cái tâm lý của mọi người có vẻ đang muốn chốt lời cổ phiếu này để chuyển sang cổ phiếu khác. Thì cũng có thể nó giống như trường hợp của Kinh Bắc, nó có thể nó lùi lại nó vượt đỉnh, nhưng mà nó sẽ phù hợp với những ai mà đang có người ta kiên nhẫn, người ta giữ tiếp và người ta đợi thì hay hơn, còn mua mà để bet cho sắp vượt đỉnh, tức là mình bet cho cái kỳ vọng là nó sẽ vượt đỉnh thì nó hơi hên xui. Và cái tôi thấy là trường hợp HAH thì có lẽ cái xác suất nó sẽ sideways hoặc là nó thoái lui, nó đang đang cao dần lên, tại vì người thấy là trong vài tuần qua, hơn một tuần qua, cái khối lượng bán cũng rất là quyết liệt, nó chỉ có một phiên tăng duy nhất là phiên ngày hôm kia thôi, đúng không ạ, qua thôi, nhưng mà hôm nay nó quay đầu ngay, và cái khối lượng ngày hôm nay bán còn cao ngày hôm qua, thì nó cho thấy cái quyết tâm gom hàng để đẩy vượt đỉnh nó không được sự mạnh mẽ, và nó đang cho thấy là những người mua T3 T5 gần đây đang thua lỗ nhiều hơn là kiếm được tiền từ cổ phiếu này. Nếu mà trading mà nhìn như này thì mình sẽ không trading, còn nếu như nó vượt đỉnh thì nó mới là cơ hội mới, thì phải đợi thôi, nó phải vượt đỉnh thì trading, còn nếu nó nằm dưới đỉnh mình mua bây giờ thì sẽ bị xác suất là nó tạo đỉnh đi, sẽ dính vùng đỉnh. Trong những cổ phiếu ngành cảng biển thì nó cũng đang đuối như thế thôi, gặp của ZMF chính ra nó đang tích cực hơn, ZMF thì nó đang tập rồi nó không tiến lên gần đỉnh mà nó đứng lại giữ khoảng cách và nó đang tích lũy để nó vượt đỉnh, nó đợi cơ hội vượt đỉnh, thì có lẽ nhìn nó tích cực hơn là trường hợp của HH. Thì HH đã cố với lên đỉnh và bị lùi lại, nó thành xấu hơn, còn ZMF thì nó giống như chỉ số VN-Index, nó lên người ta nhìn thấy đỉnh và người ta biết cái rủi ro, người ta đã có sự chuẩn bị trước để người ta hàng sau này nếu mà nó vượt đỉnh thì nghĩ là ZMF nó trở thành cái cơ hội mà nó sáng hơn là HH. Tại vì sao? Tại vì quý ba vừa qua thì ở trong vực phía Nam ấy, giãn cách và nó ảnh hưởng đến cái quá trình vận chuyển hàng hóa, lưu thông hàng hóa, nhưng mà bây giờ thì cứ khắc phục được rồi, còn HH thì ở ngoài Bắc nó đã ba được hưởng lợi rất là nhiều, có thể quý 4 nó không có sự đột biến nữa so với quý 3 nữa, còn ZMF thì nghĩa quý 4 thì nó có thể là có những sự đột biến sau quý 3 khi mà bình thường mới trở lại. Thì, cá nhân mình nghĩ là nếu mà chọn thì mọi người trong cái giai đoạn từ giờ cuối năm thì giữa ZMF HH thì mọi người sẽ ZMF hơn, mặc dù lịch sử thì HH nó tăng giá mạnh hơn, nhưng mà cái kỳ vọng mà cơ bản thì mình đang nghĩ là ZMF thì điểm cuối năm này nó sẽ khác biệt hơn là HH, vì HH nó quá đột biến trong mấy quý vừa rồi, bốn này đột tiếp mình là thấp. Cầm số phiếu khác phiếu nào Linh nhỉ? Dạ VCS và FPT ạ. VCS thì nó phù hợp với đầu tư nắm giữ dài hạn thôi, cổ phiếu này cái cách trading nó không không thực sự dễ đâu, bản thân như cá nhân mình thì trung tâm vốn đầu tư cũng có vài lần đưa ra cái khuyến nghị cho nhà đầu tư trading cổ phiếu này, nhưng mà hầu hết là phải bán lãi nhẹ hoặc hòa thôi, vì nó cứ lên được một nhịp nó rơi rất là nhanh và nó không thực sự có sóng rõ ràng ấy, nhưng mà nếu mà ai đầu tư nắm giữ người thấy là cứ giữ là nó đi lên thôi, thì cái kết quả kinh doanh của VCS năm nay vẫn là tăng trưởng, VCS và PTB đây là những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu đá sang thị trường Mỹ, châu Âu, thì nó vẫn là cái trạng thái tăng trưởng thôi, thì hiện tại nó đang ở trên cái vùng vượt qua cái vùng đỉnh cũ của 2018, tức là nó đang trong một sóng tăng trưởng mới, và qua cái sóng tăng trưởng thì nó chậm và nó diễn biến nó rích rắc thôi, bởi đấy là những nhịp tăng nó để kiếm được 10-15% nó phải tương đối kiên nhẫn, đúng không, tức như mua vùng này chẳng hạn, kẻ mua đúng đáy này rồi nắm giữ khoảng một tháng thì đâu đó lại khoảng 15%, khoảng 2 tháng thôi, thì hiện tại nếu mà mua ở vùng ví dụ tháng 9 đến giờ mà nắm giữ đi hiện tại thì đâu đó lại khoảng 5-7% thôi, mặc dù nhìn mấy phiên nó lên rất là mạnh, thì nó phù hợp với trạng thái mà người đầu tư hơn là trading, đúng không? Cái độ nghiêng của cái kênh xu hướng nó thấp là một, thứ hai là cái cách lên của nó thì nghĩa là phù hợp với dân đầu tư hơn, và nếu mà đầu tư hiện tại thì vẫn giữ thôi, còn nếu mà mọi người mua mới thì trading thì không nên, thì bản thân mình cũng đã thử trading cổ phiếu này một vài lần trong thời gian ở đây và mình thấy là hơi khó trading, thì rất khó để kiếm khoản lợi nhuận là nó đủ lớn ấy. Cùng với nó thì PTB đợt này nó cũng đang bị thoái lui, hai cổ phiếu này nó xem nhau về một số mặt hàng ấy. Chẳng qua cái phân khúc nó sẽ khác nhau thôi, và cái bánh của PTB thì nó khác một chút so với VCS, nhưng mà nhìn cái diễn biến cổ phiếu này trong thời gian qua thì hai cổ phiếu nó khá tương đồng với nhau, thì hiện trạng đang ở cái trạng thái mà đi ngang là tích lũy hoặc là thoái lui như PTB thì chết định thì không nên, còn nếu mà đang 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 có và đang nắm giữ thì tốt nhất là tiếp tục nắm giữ, nếu mà chỉ cần nhìn thuần về mặt kênh xu hướng thôi, ta nhìn cái kênh xu hướng từ từ tháng 1 đến giờ là cái kênh mà du kẻ, khi nào nó vỡ cái vùng giá đâu đó quanh 100
22 và 120 thì mình cân nhắc là có thể phải bán ra, tại vì lúc đấy nó có thể bước vào một cái điều chỉnh nó là thoái trào trong ngắn hạn ấy. Còn hiện tại nó chưa vỡ kênh giá này thì để mà sướng thì nó có thể tích lại lên tiếp thì phải nắm giữ hơn. Còn FPT thì nó là trường hợp mà cũng phù hợp với đầu tư nhiều hơn. Trading thì thường FPT cũng rất khó trading đúng không ạ? Các nhịp trading của nó thì cũng tương đối ngắn đó, và cái kỳ vọng nó không lớn nếu mà trading. Thì cái giai đoạn vừa qua nó có vượt đỉnh và nó đi lên xong lại kêu ngược lại, xong rồi hai phiên này nó lại cố cố vượt lên ấy. Hiện tại nó có cái kháng cự ở quanh đó cùng 100 ấy. Tương đối khó nghĩ một chút nếu mà mua trading thì cái dung là không không nên, vì trước nó đã khó trading rồi, bây giờ nó lại vừa lên cái vùng 100 nó bị dội lại, bây giờ mình cố gắng trading để mà test cho cái kỳ vọng nó vượt 100 này thì nó hơi khó. Cá nhân mình nghĩ là cổ phiếu này vẫn nó vẫn phù hợp với đầu tư nhiều hơn, và đầu tư thì chắc là phải đợi nó có những cái nhịp chiều điều chỉnh mạnh, mua được cái giá vốn tốt với biên an toàn tốt ấy. Còn trading lúc này thì hơi khó, thì nó không có một cái biên vọng là rõ ràng. Bản chất em đi quá khứ là trading muốn nó phù hợp với nhiều hơn là trading rồi. Trading của này. Và hiện tại nếu mà nhìn thì nó đang là cái trạng thái giao dịch dưới một cái đỉnh ngắn hạn ở quanh 100. Trading mua vào lúc này. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về chia sẻ về ba cổ phiếu trên ạ. Ở đây thì có một anh chị khách hàng có hỏi về nhóm cổ phiếu dệt may ạ, trong đó cụ thể là TCM và VGT ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? TCM là cái trạng thái mà bị thoái lui trong suốt thời gian từ tháng 4 đến giờ, thoái lui khoảng 6 tháng rồi. Đấy, những cái đỉnh sau nó thấp dần xuống, và cái kết quả kinh doanh quý 3 thì nó cũng bị lỗ, bị sụt giảm rất là nghiêm trọng vì bị ảnh hưởng bởi dịch. Sau khi kết quả ra của cổ phiếu này cũng tăng, đây là một cái trường hợp mà tin lỗ ra thì tăng giá rất là tốt. Chính là từ hôm tin lỗ ra giờ nó cũng tăng, từ hôm 14 tháng 10 giờ nó cũng tăng rất là tốt, từ vùng 62 đến vùng 76 đúng không ạ, tăng 14, giá tăng khoảng 20%. Nếu mà nhìn hiện tại nó đang là một cái nhịp hồi phục thôi, và nó chỉ là cái nhịp hồi phục lại cái kênh giá xuống giảm. Nếu mà trong một vài phiên tới mà nó vượt qua khỏi cái kênh giá này, tức là đâu đó vượt qua cái vùng giá khoảng 76 77, lúc đấy thì mọi người có thể cân nhắc được. Mà cái trạng thái này cũng là cái trạng thái mà trading thì nó là trading hồi phục thôi, vì cái định giá của TCM nếu mà nhìn theo cơ bản thì cái giá này không hề rẻ đâu, giá cơ bản. Và cái xu hướng nó tuy nhiên tháng 4 giờ nó vẫn là xu hướng đang thoái lui đâu. Nó chết đinh thì nó sẽ làm cái chết đinh vọng hồi phục, thì nó qua mất cái nhịp hồi phục tốt rồi. Cái nhưng nghĩa là nếu mà nó hồi phục tiếp thì cũng có thể cân nhắc được, thì nếu như vượt qua cái vùng 77 78 thì lúc đấy người ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ lên những vùng như 85 này, 86 này, hoặc là cái vùng đỉnh của tháng tháng 6 đó đó quanh 14 thì cũng được, mà nó không đem lại cái kỳ vọng rõ rệt đâu. Tại vì thường những cổ phiếu đã thoái lui thì hồi phục của nó thì không không quá mạnh, và cái nhịp mạnh nhất là cái nhịp vài lần qua thì nó xảy ra rồi, và cái nhịp tới nếu mà nó đi lên thì chắc là sẽ khó. Đấy, thanh khoản TCM rất là tốt, hình như TCM cũng bị giảm tỷ trọng trong Diamond hay bị loại cá nhân, có Liên Việt Post và TCM. Post thì bị loại, còn TCM mình nhớ là bị giảm tỷ trọng một chút, chắc là thứ sáu này sẽ bị bán, đó khối lượng thì mình xem lại. Tỷ trọng của TCM thì cũng bị bán ở đó một chút, à bị bán ít thôi, bán có 400.000, nó không không quá lớn. Thì trading thì cái anh Dung nghĩ là cũng được thôi, nhưng mà kỳ vọng là mỏng, nếu mà nó vượt qua vùng 17 cân nhé. Còn VGT thì nó là trạng thái mà nó chạm lại cái vùng đỉnh cũ, cái vùng đỉnh của tháng tháng 9 với lại tháng tháng 1. Cổ phiếu này trong thời gian qua nó rất nhiều lần nó lên đến sát đỉnh nó dội lại, tưởng nó thoái trào nhưng nó lại không thoái trào, lại cố lên lại, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta nhìn rộng ra mà nhìn từ giai đoạn tháng 1 đến giờ thì bản chất nó là một cái kênh sideways thôi. Nếu mà trên đỉnh người ta coi là một cái xu hướng sideways, gọi là vùng sideways lớn, tại vì cái mức độ biến động nó không hề nhỏ. Thì nếu như nó vượt đỉnh về mặt kỹ thuật thì người ta sẽ mua đó, vượt cái vùng đỉnh ở đâu đó quanh 23 đúng không ạ, vùng đỉnh cao nhất của nó trong tháng 1 và tháng 8, tháng 9 là vùng 23. Hiện tại nó đang chạm lên và nó đang bị dội lại, nhưng mà lượng lại nó hơi nhỏ. Khối lượng các phiên gần đây có vẻ nhiều người đang mua với kỳ vọng vượt đỉnh, và cái việc nó vượt hay không thì nên đợi một hai phiên nữa. Nếu nó vượt bằng một cái nền rõ rệt ấy, vượt đến hẳn là 24 chẳng hạn, thì sau đấy nó điều chỉnh thì 23 thì hỗ trợ, thì tắc thì mình sẽ mọi người sẽ mua được. Và lúc đấy thì cái kỳ vọng của nó sẽ là một cái kỳ vọng mới hoàn toàn,
sóng nó sẽ là cái sóng tăng trưởng mới, còn nếu không thì nó vẫn đang ở trong vùng sideways thôi. Về mặt xác suất thì nó cũng đang xuất hiện một vài xác suất kỳ vọng vượt đỉnh nếu mà nhìn theo khối lượng mua thời gian gần đây, nhưng mà để chắc chắn thì vẫn phải đợi nó vượt đỉnh hẳn. Cái việc chúng ta đoán là việc thị trường nó diễn biến nhiều khi nó 9% nó vẫn fail là chuyện bình thường, và cái dù đã từng chứng kiến rất nhiều cổ phiếu mà tưởng vừa đến 9,9% nhưng một hai phiên sau lại fail, và trong thời gian qua mọi người đã chứng kiến nhiều đúng không ạ? Cá nhân mình nghĩ là cần đợi nó vượt đỉnh thôi. Việc mà bây giờ nếu mà nó vượt lên mà một người mua bây giờ với lúc mà nó vượt đỉnh nó đi test lại nó chênh nhau đâu đó 5-7% thôi thì thà nó vượt đỉnh hẳn và nó test up xong nó điều chỉnh thì mình mua thì nó hay hơn. Có lẽ là cái kỳ vọng lớn của nó sẽ ở nằm ở cái việc thoái vốn của Bộ Công Thương thôi, và mình thấy cái việc quyết cái thoái vốn đấy từ năm ngoái này nó vẫn hơi bùng nhùng. Trước đây Vingroup theo đuổi thương vụ này và thấy thời gian vừa qua Vingroup có bán bớt, mình không rõ là bên nào đang đang kỳ vọng cổ phiếu này. Cái quỹ đất nó lớn, người ta mua để người ta kỳ vọng cái quỹ đất của nó người ta chuyển thành thành khu các khu nhà ở rồi để người ta bán đó. Còn cái tình hình kinh doanh nó mấy hôm qua nó rất là đuối, mặc dù năm nay nó cũng tăng trưởng ngành ấy, nhưng mà cái kết quả kinh doanh mà nhìn EPS nó cũng rất là đuối đó. Nó không có gì nổi bật cả, nó phù hợp với đầu cơ hơn, và đã đầu cơ thì mọi người chỉ đinh theo tin tức hoặc là theo kỹ thuật thôi, thì tốt nhất là phải đợi nó vượt đỉnh, còn nó không có góc độ cơ bản để mình đánh giá đó. Cơ bản cổ phiếu nó không không sự nổi bật. Kết quả kinh doanh dù nhớ là năm nay nó cũng tăng trưởng tại vì nó cũng theo cả ngành dệt may cả, mà nó không được mạnh mẽ, và nếu mà nhìn theo mua được kết quả kinh doanh thì giá này không không hề hấp dẫn, mà nó đang đơ chút, nhiều người tự check lại thôi. Thì có điều mình nếu nó vượt vùng 23 đến 24 tốt nhất là với những cổ phiếu mà sàn upcom thì nó vượt rõ rệt thì mọi người hãy mua, mà mua nhiều thì hay hơn, tại vì trong phiên sáng khi nó vượt xong rồi nó lại rút ngược chân vào của cuối phiên đấy, ai bị dính đỉnh. Còn cẩn thận thì nó vượt hẳn phiên trước hôm sau thì quan điểm của mình thì đợi nó vượt hẳn đỉnh chưa đỉnh, và hiện tại nó đang xác định mà nó cũng chưa biết nó có vượt hay không, thì tốt nhất là đợi mặc dù cái xác suất vượt nó đang xuất hiện. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Thì nếu mà anh chị tham gia chương trình này thì anh chị có sử, các chuyên gia có sử dụng một vài thuật ngữ như là xu hướng, các vùng tích lũy sideways, các mức kháng cự hỗ trợ, và anh chị đang cảm thấy rằng mình khó khăn trong việc anh chị xác định thời điểm tham gia thị trường, khó khăn trong việc anh chị lựa chọn cổ phiếu hay cái vùng giá anh chị mua vào hay vùng giá anh chị bán ra, thì anh chị có thể cân nhắc khóa học về giao dịch chứng khoán được công ty chứng khoán VNRX tổ chức thường kỳ để hỗ trợ anh chị trong quá trình anh chị tìm được phương pháp anh chị tiếp cận là thị trường chứng khoán. Để mà theo tham khảo chi tiết được khóa học này thì anh chị có thể liên hệ với các bạn chuyên viên quản lý tài khoản của anh chị để tham khảo chi tiết được khóa học này ạ. Thì do cái thời lượng chương trình có hạn thì cái câu trả lời vừa rồi của anh Du là câu trả lời cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Rất cảm ơn anh Du đã tham gia đồng hành cùng với anh chị nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh chị đã nhà đầu tư đã dành thời gian để tham gia chương trình, và Linh có để lại cái đường link của trung tâm tư vấn ở trong phần chat, nếu anh chị nào mà chưa nhận được câu trả lời ngày hôm nay thì anh chị có thể để lại câu hỏi trong phần đó thì các chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư sẽ hỗ trợ giải đáp câu hỏi ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong chương trình lần sau ạ.